đông nhốt ở chuồng lên nó sơ xác và mình nên mình thả nó ra. Đêm qua một con nó đi cả đàn tưởng mất ra nó đi chơi con ngoái thì máu ra vỉa đánh lại nhỉ. Con này thả vườn thả nó nhát mùa này nó yếu là màu nó hơi đỏ rồi càng ngày ra thay lồng. Lông sơ xác sợ sợ tiêm béo vẫn sợ tiêm béo vẫn vẻ về tiêm béo. Nốt lông sơ xác quá. Okay, cái máy cờ này chuẩn bài. Trống ngày hôm trước đi còn trước đi ra ngoài ốm. Đập nhốt lại tạm vào đây để sửa ấm mùng đàn gà con. Má thì mổ đẻ này. Đấy, chắc đẻ được mấy quả rồi. Thì mổ đẻ. Để ba quả trống đang thay lông, trống này gần 10 tháng rồi. Người đã còn không phải đi tưởng mất đi cả đêm anh Tuấn phải đi bắt về. Cái đàn này có vẻ là đang sắp nở xem nào. Nhiều phết đấy. Ngoài mưa lạnh nên không dám thả. Nối tiếp trong chuồng hoàn toàn nữa. Trời trời nhớ.
Giờ mới xuống rồi anh em. Anh Tuấn anh bận anh đi này, mang cả mớ bèo nó ăn trong chuồng này. Thả một cầu một tí béo ra. Đây bà con đây. Mùa đông lạnh. Cho bọn nó ăn. Tí béo đã chạy ra ngoài chơi rồi. Hòa nhập hết với nhau. Ở đây thôi, đông lạnh lắm. Này đây mình. Lạnh thì ở đây thôi. Hòa nhập hết vào đây với nhau. Đánh nhau rồi nó sẽ quen rồi. Thank you.